Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Admer Pet. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ Vobotnik. Và chúng ta cùng đến với hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên để cùng trải nghiệm Vobotnik cùng mình nha. Và trong hiệp thi đấu thứ nhất thì các cầu thủ bên phía chúng ta bảo vệ cầu môn bên trái trang phục là áo màu xanh và quần màu xanh. Vừa rồi là một tình huống tấn công của chúng ta và đây là tình huống phản công dành đến cho đội bạn. Pha sửa lòng rất chất lượng đến từ cầu thủ đối phương nhưng chưa thể có được bàn thắng đầu tiên cho đội bạn trong trận thi đấu ngày hôm nay. Người đang có bóng đó là các cầu thủ áo xanh nào, một pha xử lý rất bình tĩnh và cú dứt điểm bóng đi hết đường biên ngang. Pha đá phạt góc dành đến cho đội bóng của chúng ta. Liệu rằng hôm nay thì Vipodic có thể lập công để mang về bàn thắng dành đến cho đội bóng của Esmerbet hay không? Anh em hãy cùng cổ vũ cho đội bóng của chúng ta. Bóng đang trong chân của các cầu thủ áo xanh và người đang có bóng đó là đội bóng của chúng ta. Một đường chuyền rất hay dành đến cho đồng đội và cú dứt điểm vừa rồi đã mang về bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay, pha ghi bàn mở tỷ số 1-0 và người lập công đó là Enix. Đây là tình huống giao bóng của đội bạn và chúng ta vẫn đang chờ đợi một bàn thắng đến từ gai chân của Vipotnik. Cơ hội để cho các cầu thủ áo xanh có bàn và xử lý rất hay. Và vừa rồi thì đã có sự can thiệp đến từ hàng hậu vệ bên phía đội bạn. Đây là một tình huống tấn công dành đến cho đội bóng của Esmerpet. Người đang có bóng đó là Mlaka. Đây là Seco. Vipotnik có một pha dứt điểm ghi bàn. Và cảm ơn anh em đã đón xem review ngày hôm nay về cầu thủ Vipotnik. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Esmerpet.